Rồi, em về được mấy em tuner đấy, giao lưu cho anh em mấy cái món tuner này thì mang tính chất gọi là giao lưu với những anh em sưu tầm thôi, sưu tầm bày là chính thôi, chứ còn với những anh em không sưu tầm thì chắc là không thích cái món này. Ở đây thì em có 5 em tuner nhé các bác nhé, 5 em tuner thì các bác thấy là sẽ có hai em tuner 7600 ở dưới cùng này, hai em tuner 7600 ở trên cùng này, và một em 7600 hai la mã ở giữa. Đấy. Thì hai em ở dưới cùng này là 2 triệu một em. Đấy. Em này là 2,2 triệu hai la mã, còn hai em này là 1,8 triệu một em. Đó, anh em lấy chiếc nào thì báo cho em nhé. Đấy. Tình trạng thì tương đối là đẹp so với tuổi, hàng bãi, mặt mũi này đẹp trai. Anh em nào chưa biết thì cũng phải lưu ý là những cái tuner của Nhật mà điện 100 ấy thường là FM là không dùng được đâu, bởi vì cái FM của nó lên đến có 89 thôi. Chủ yếu là mình nghe thì mình nghe AM, và khi nghe AM thì anh em phải cắm một cái dây kiểu anten vào đằng sau này. Đấy, tùy vào chỗ mình sóng khỏe sóng yếu thì mình cắm, nó có cái chân nó ghi đây, ví dụ AM đây đó. Đấy, như thế để anh em mình biết. Thì cái này thì các bác nào mà đang có những dòng âm ly piano mặt trắng có đèn vu thì các bác mua, các bác bày vào bật đèn đóm lên nhìn nó đẹp. Đấy, mình hoài cổ mình bày rất là đẹp. Giá thì cũng cân đối hết mức cho anh em rồi, với cái tình trạng hàng zin, ruột zin đẹp. Đấy, thì ở mức giá như vậy. Đấy. Về những cái em tuner rời. Đấy, còn duy nhất một em là hai la mã đây các bác nhé. Hai la mã thì các bác nhìn là cái đồng hồ nó liền như này. Còn trơn thì nó đồng hồ nó rời ra như này. Đấy. Đồng hồ sóng đài chứ không phải đồng hồ kim vẩy nha các bác nhé. Đấy. Đây là chỉnh cái sóng đó, 2 triệu một em, hai em dưới, em này 2,2 triệu, còn hai em này là 1,8 triệu một em. Anh em nào lấy em nào thì điện cho thằng audio, đều mặt phay nhôm rất là đẹp, đẹp theo thời gian. Hai em dưới đây thì xuất sắc hơn, giá nhỉnh hơn 200, tiền nào của đấy thôi các bác. Đó, đều đèn đóm sáng rực nhé các bác nhé, đẹp luôn. Tối anh em bày, anh em bật lên, anh em nghe nhạc cái nhớ rất là sướng, nhìn đèn đóm nó vu đẹp. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác.